Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về điểm chính giữa cung. Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây căng cung ấy và ngược lại. Quan sát hình vẽ, C là điểm chính giữa cung AB, suy ra OC vuông góc với AB tại Y. Ngược lại, nếu OC vuông góc AB tại Y thì C là điểm chính giữa cung AB. Đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy và ngược lại. C là điểm chính giữa cung AB, suy ra Y là trung điểm của AB và ngược lại. Ngoài ra các bạn cần nhớ, Y là trung điểm của AB, suy ra OI vuông góc AB và ngược lại. OI vuông góc AB thì IA bằng IB,